Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video của công ty tư vấn du học L&D. Bạn đã từng nghe hay đã từng tìm hiểu về du học ship chưa? Nếu bạn có ý định đi du học mà không biết đến Cộng hòa ship thì đúng là một thiệt thòi lớn đấy nha. Bởi vì khi đi du học tại ship, bạn sẽ được trải nghiệm một nền giáo dục không thua kém bất kỳ một quốc gia nào, nhưng chi phí lại vô cùng rẻ. Và đặc biệt, khi đến với European University, bạn sẽ được hòa mình vào một nền giáo dục tốt với chi phí rẻ mà còn được tận hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ phía nhà trường. Và ở video ngày hôm nay, L&D muốn chia sẻ đến bạn những dịch vụ mà EUC hỗ trợ sinh viên quốc tế. Thứ nhất là sự định hướng dành cho du học sinh. Tại đây, tất cả sinh viên năm nhất sẽ được tham gia vào các buổi hướng dẫn đặc biệt được sắp xếp để đáp ứng nhu cầu của sinh viên quốc tế. Nhà trường sẽ tổ chức một buổi tham quan hợp lý để sinh viên khám phá khuôn viên trường và các khu vực xung quanh cũng như gặp gỡ các giảng viên và nhân viên mới. Các buổi học này sẽ giúp sinh viên hiểu cách thức hoạt động tại EUC và ở SIP. Các cố vấn sinh viên sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên quốc tế để ổn định trong môi trường mới. Thứ hai là dịch vụ đón du học sinh tại sân bay. Tại Đại học EUC sắp xếp dịch vụ đưa đón du học sinh từ một trong hai sân bay của SIP, đó chính là sân bay quốc tế Larnaca và sân bay Paphos. Larnaca chỉ cách trường đại học 45 km và Paphos cách trường đại học 147 km. Sinh viên yêu cầu dịch vụ đưa đón phải thông báo cho trường ít nhất 48 giờ trước khi đến, cung cấp ngày, số chuyến bay và thời điểm đến. Thứ ba là dịch vụ đưa đón sinh viên đến trường. Nhà trường có cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón sinh viên phục vụ 24/24 với mức giá từ Larnaca đến Nicosia là chi phí 40 euro và từ Paphos đến Nicosia là chi phí 100 euro. Và cuối cùng là nhà trường hỗ trợ làm thủ tục nhập cư cho du học sinh. Thị thực du học sinh thường là tài liệu chính hợp pháp hóa sự hiện diện của sinh viên quốc tế tại SIP. Một sinh viên không thuộc Liên minh châu Âu cần phải có thị thực nhập cảnh được chấp thuận trước khi đến SIP, và EUC cung cấp hướng dẫn đầy đủ về vấn đề thị thực sinh viên, thời hạn và các tài liệu được yêu cầu. Nghe thật hấp dẫn phải không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký tại L&D để được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100%. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 555514 hoặc liên hệ qua fanpage Tư vấn Du học Kiên Giang. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại PL1 căn 36 đường số 9 khu shop house Phú Cường, Rạch Giá, Kiên Giang, hoặc các bạn cũng có thể đến chi nhánh của chúng tôi tại 526/27 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.